chức đã không thu vé vào cửa để cho các khán giả có thể vào sân thoải mái cổ vũ các trận đấu tại giải U19 quốc tế năm nay. Trọng tài Fumarin người Thái Lan còn rút thẻ vàng đối với cầu thủ bên phía U19 Gang Ju. Như vậy là cầu thủ Park Hang-seong là người đã phải nhận thẻ vàng trong tình huống phạm lỗi vừa rồi. Penalty cho các cầu thủ U19 Việt Nam. Ở trận đấu tranh hạng 3 giữa U19 Myanmar và U19 Hoàng Gia Lai thì các cầu thủ U19 Hoàng Gia Lai cũng đã được hưởng một quả phạt đền. Và sau đó thì Bảo Toàn là người đã thực hiện thành công để gỡ hòa một đều, kéo trận đấu vào loạt sút luân lưu. Và sau đó thắng 4-2 ở sút luân lưu, mang về danh hiệu hạng 3 của giải đấu cho U19 Hoàng Gia Lai. Ở trận này thì U19 tuyển trẻ Việt Nam trong thế chơi thiếu người, họ được hưởng quả phạt đền. Cơ hội dành cho các cầu thủ U19 tuyển trẻ Việt Nam, và đó là cơ hội dành cho Lê Văn Xuân. Lê Văn Xuân. Tỷ số là một đều cho các cầu thủ U19 tuyển trẻ Việt Nam. Huấn luyện viên Choi Soo-yong đang có phần nào đó bực dọc với các học trò của mình. Họ chơi hơn người nhưng lại đang bị ép sân và đang bị dẫn bàn. Đánh đâu? Văn Minh. Văn Minh là người đã vào sân thi đấu tích cực. Anh cũng tham gia vào tình huống dẫn tới việc các cầu thủ U19 tuyển trẻ Việt Nam có được một quả phạt đền.